Tiếng Hàn hiện nay đã trở thành một ngoại ngữ phổ biến tại Việt Nam. Bạn có muốn tự tin giao tiếp tiếng Hàn, thu nhập 1.000 đô, mở ra cơ hội du học và làm việc tại công ty Hàn Quốc? Khóa học nói tiếng Hàn như người bản ngữ sơ cấp tại unica.vn sẽ giúp bạn được thiết kế và sắp xếp một cách khoa học, chia thành từng chủ đề dựa trên các giáo trình hiện đại mới cập nhật của các trường đại học hàng đầu về đào tạo tiếng Hàn. Khóa học sẽ giúp bạn phát âm chuẩn, luyện tập kỹ năng nghe, nói, phản xạ chính xác. 100% giáo viên Hàn Quốc với giọng Seoul sẽ giảng dạy, giúp bạn phát âm chuẩn, luyện tập ngữ điệu của người bản địa. Khóa học còn sử dụng các hình ảnh minh họa dễ hiểu, phương pháp Big Mac Coaching tạo nên thói quen ngôn ngữ ngay từ những bài học đầu tiên. Chỉ với một chiếc máy tính hay điện thoại được kết nối Internet, bạn có thể tham gia khóa học, tiếp thu lượng kiến thức vững chắc cơ bản về ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp, cách phát âm chuẩn và kho từ vựng phong phú. Nhanh tay đăng ký khóa học nói tiếng Hàn như người bản ngữ sơ cấp tại unica.vn để tự tin giao tiếp như người bản địa. Lợi ích khi học online trên Unica, học mọi lúc mọi nơi, chỉ với một chiếc laptop hoặc mobi kết nối Internet. Mua một lần, bạn được sở hữu khóa học trọn đời. Bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo, vừa học vừa thực hành, hỏi đáp trực tiếp với giảng viên.